Lớp chúng ta mời lớp chúng ta vào. Trước khi đi vào phần ôn thi thì xin đọc qua cái đoạn văn. Đoạn văn thứ nhất là Đức Phật cũng luôn nhắc nhở các đệ tử của Ngài luôn sống phòng hộ các căn rất là quan trọng. Với căn không, vì sao? Nếu không có phòng hộ thì tâm bị ô nhiễm, mà khi tâm bị ô nhiễm thì khổ đau sẽ đến. Không bị không có được an lạc và cũng không có được giải thoát, và không có hiện tại lạc trú. Mình tu tập là nhờ cái hiện tại lạc trú, nhờ cái sự an lạc, niềm vui trong giáo pháp, niềm vui trong tu tập thì mình mới ở trong gia tăng đoàn và trong giáo pháp được. Còn mình tu mà mình khổ quá, mình bức xúc và mình đau khổ quá thì cũng không có tu tiến được. Mình làm bất cứ việc gì cũng vậy. Nên là cái lớp Bali, văn học Bali á, ở đây luôn nhắc nhở quý thầy quý cô, mình tu là mình phải có cái niềm vui. Mặc dù thi cũng vui nữa, môn đây là thi cũng vui phải không thầy? Thi cũng vui lắm, học tại lớp luôn. Có một vị mới soạn xong mới đưa, thấy bài này soạn tốt nè, chắc về nghe băng gì viết lại hay sao hay, tốt. Để bài này chắc 50 quá, bài này hay á, đầy đủ. Còn mỗi câu 25 điểm thì thi cũng vui phải không thầy? Ngồi mà vui mà viết. Tại đó là mình gọi là cái ngày thi là ngày lãnh lương của mình mà. Mình lãnh lương, mình viết. Mình viết để mình lãnh lương mà. Nên là mình cũng vui với cái thành quả mình bao nhiêu năm tháng nhồi mài kinh sử. Nên là ngày thi là ngày lãnh lương, ngày lãnh thưởng. Mình trở lại. Đức Phật dạy rằng, trong chánh kinh Đức Phật dạy rằng, với căn không phòng hộ này các tỳ kheo, với người khiếm khuyết không phòng hộ các căn, giới đi đến hủy hoại. Người mà không có sáu căn không chế ngự, sống tự do dễ vui thì giới khó mà thanh tịnh được nha. Nó cũng khó lắm nè. Với giới không có, với ai khiếm thuyết về giới bổn, tức là giới của mình á, thì chánh định đi đến hủy hoại. Giới không có, do sáu căn không chế ngự, không thu thúc, không tu tập, nên giới khó mà thanh tịnh, nên dễ bị phạm phải. Do giới phạm phải nên định khó có thể tập trung và có thể thành tựu, nên định sẽ đi đến hủy hoại. Với chánh định không có, với người khiếm khuyết chánh định thì tri kiến như thật đi đến hủy hoại. Tri kiến tri thật nó là trí tuệ đó, trí tuệ thấy được thật tướng của các pháp. Thì như vậy vị này phá hủy công phu, phá hủy cuộc đời, gọi là cái lộ trình hành đạo, tu đạo và hành đạo của mình. Nên nó đừng xem một lỗi nhỏ không sao, giọt nước tuy ít mà làm đầy chung lớn á. Nên là sáu căn khi mắt mà thấy sắc nha, là phải chế ngự, chánh niệm tỉnh giác, thu thúc liền. Thôi là một ngày không sao, hai ngày, ba ngày, tuần lễ có vấn đề liền. Là một tuần lễ, hai tuần lễ, một tháng là big problem liền á. Là khổ lắm á. Khổ mà kêu không ai thương luôn á. Tại vì sao? Do mình không chế ngự. Rồi ai sống không nhiếp hộ nhãn căn, tức là con mắt này các tỳ kheo, thời tâm người ấy bị ô nhiễm. Đối với các sắc do con mắt nhận thấy, nhận biết, với người tâm bị ô nhiễm thời không có hân hoan. Do không có hân hoan nên không có hỷ, do không có hỷ nên không có khinh an, do không có khinh an nên khổ an trú.
tức là khổ sẽ sanh lên vị này. Với người đau khổ, tâm không thể định tĩnh. Do tâm không định tĩnh, các pháp không hiển lộ, tức là các pháp bị che đậy, bị mê mờ, hay còn gọi là sống với vô minh. Do các pháp không hiển lộ, người ấy gọi là sống trong phóng dật. Tương tự như vậy, đối với nhĩ căn, đối với tỷ căn, đối với thiệt căn, đối với thân căn, vân vân. Tương ưng 4. Ngược lại, đối với vị tỳ kheo phải sống cố gắng kiểm soát, chế ngự, hộ trì các căn chặt chẽ để kiềm chế, để kiềm thúc, không cho năm dục trưởng dưỡng lôi kéo. Năm dục trưởng dưỡng đó là gì? Sắc thanh hương vị xúc, hoặc là tài sắc danh thực thùy. Năm dục nó lôi kéo. Ai sống có nhiếp hộ nhãn căn thì tâm không bị ô nhiễm. Ngược lại ha, đối với các sắc do con mắt nhận biết, người vị ấy, tâm của vị ấy không bị ô nhiễm. Do tâm không ô nhiễm nên sanh hân hoan, tức là vui, vui vẻ, hân hoan trong lòng. Do tâm hân hoan nên hỷ phát sanh, hỷ lạc. Do có hỷ phát sanh nên thân được khinh an, ngồi thiền dễ vô tà định, thân nhẹ nhàng, phơi phới. Do thân khinh an nên cảm giác lạc thọ sanh khởi. Do với người có an lạc, tâm dễ định tĩnh và đi vào định, thấy tâm được định. Do tâm có định, các pháp được hiển bày, được hiển lộ, tức là trí tuệ phát sanh. Do các pháp được hiển lộ, tức là trí tuệ phát sanh, người ấy được gọi là an trú không phóng dật. Cũng vậy, tương tự vậy, đối với nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Tóm lại, luôn ý thức và quán xét, tư duy, tu tập, kiểm soát, chế ngự, phòng ngự sáu căn chặt chẽ. Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, chính là phương pháp quán hộ, phòng hộ sáu căn đối với khi tiếp xúc với sáu trần, để chế ngự và khắc phục tham ái và ưu phiền do các dục trưởng dưỡng sanh ra, gây ra. Đó là bài hôm nay. Rồi chúng ta đi vào ôn thi. Thì trước đi ôn thi thì sư cả Tăng Định có nhắn lại là đọc lên một cái đoạn kinh mà ngài thiếu với lớp, tức là cái đoạn kinh Chánh Kinh nói về năm thiền chi để đối trị thiêu đốt năm triền cái. Đó là một câu hỏi thi sẽ xuất hiện, chúng ta ôm. Thì ý sư cả nói là đoạn kinh này không phải là do mình, do tự mình nói ra, mà do chính Đức Phật chỉ dạy trong Chánh Kinh. Thì đoạn kinh đó đây. Nó có hai, nhiều bài kinh, nhưng hai bài kinh tiêu biểu. Bài kinh gọi là trong Anguttara Nikaya, Phẩm Niệm Xứ, chương Triền Cái. Thì Đức Phật dạy rằng, này các tỳ kheo, có năm triền cái này, thế nào là năm? Dục tham triền cái, sân triền cái, hôn trầm thụy miên triền cái, trạo hối triền cái, nghi triền cái. Này các tỳ kheo, có năm triền cái này. Này các tỳ kheo, để đoạn tận năm triền cái này, bốn niệm xứ cần phải tu tập. Bốn niệm xứ đó là gì?
Này các tỳ kheo ở đây, tỳ kheo trú quán thân trên thân, trú quán pháp trên pháp, diệt quán tâm trên tâm, quán pháp vân vân á, thân thọ tâm pháp á. Quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để nhiếp phục tham u ở đời. Này các tỳ kheo, để đoạn tận năm triền cái, bốn niệm xứ cần phải tu tập. Và ngày đoạn kinh thứ hai, đây cũng tìm được ở trong gọi là bài kinh. Khi mà chúng ta giảng dạy hay là nghiên cứu thì phải có source, tức là phải có nói có sách, mắt có chứng, tức là phải có cái source từ đâu, trích ở đâu. Thì cái đoạn kinh chánh văn đó mình phải có cái nguồn, tức là đoạn tiếp theo là trích trong Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga phẩm tạng Bali. Và phẩm đó được dịch như thế này: này hiền giả, thế nào là thiền thứ nhất? Ở đây, này hiền giả, vị tỳ kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Như vậy, này hiền giả gọi là thiền thứ nhất. Này hiền giả, thiền thứ nhất có bao nhiêu chi phần? Là bắt đầu đi vào nè. Này hiền giả, thiền thứ nhất có 5 chi phần. Ở đây, này hiền giả, tỳ kheo thành tựu thiền thứ nhất có 5 chi phần, đó là có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc và nhất tâm, tức là 5 thiền chi. Này hiền giả, thiền thứ nhất từ bỏ bao nhiêu chi phần và thành tựu bao nhiêu chi phần? Này hiền giả, thiền thứ nhất từ bỏ 5 chi phần và thành tựu 5 chi phần. Ở đây, này hiền giả, vị tỳ kheo thành tựu thiền thứ nhất từ bỏ tham dục, từ bỏ sân, từ bỏ hôn trầm thùy niên, từ bỏ trạo hối, từ bỏ nghi, thành tựu tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm. Như vậy, thiền thứ nhất từ bỏ 5 chi phần và thành tựu 5 chi phần, tức là từ bỏ 5 triền cái và thành tựu 5 thiền chi, đó là tầng thiền thứ nhất trong chánh kinh. Và chúng ta ghi câu một câu nữa. Câu thứ nhất: câu thứ nhất là, cứ ghi thứ tự đi ha, là hãy trình bày bốn đề tài thuộc về thân, bốn cái đối tượng, bốn cái chủ đề đi ha, bốn chủ đề thuộc về thân trong kaya anapanasati, gọi là quán hơi thở ha. Nền tảng quán thân từ tứ niệm xứ. Phan, chờ chút. Nền tảng quán thân từ tứ niệm xứ. Trình bày bốn cái đối tượng nền tảng quán thân từ tứ niệm xứ. Tức là có tất cả là 16 cái hơi anapanasati, hơi thở đó. Thì bốn cái đầu, bốn cái bước đầu là quán thân. Thì trả lời theo: tỳ kheo thở vô dài, vị ấy rõ biết tôi thở vô dài. Tỳ kheo cũng được, hay là thở vô dài, vị ấy rõ biết tôi thở vô dài, muốn viết sao cũng được ha. Thở vô dài, vị ấy rõ biết tôi thở vô dài. Thở ra dài, vị ấy rõ biết tôi thở ra dài. Thở vô ngắn, vị ấy rõ biết tôi thở vô ngắn. Thở ra ngắn, vị ấy rõ biết tôi thở ra ngắn. Tức là thở vô dài thì biết,
thở ra dài biết, rồi thở vô hay ra dài ngắn là vị ấy biết rõ. Rồi cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô. Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra. Và cặp thứ tư là an tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô. An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra. Đó là bốn cặp á. Rồi câu thứ hai, hãy trình bày tóm tắt năm truyền cái và năm thiền chi. Chấm. Năm thiền chi đối trị tương ưng với năm truyền cái như thế nào? À, năm thiền chi, năm thiền cái, mình tiếng Bali nha thì mới được điểm tối đa. Dễ lắm, học tại lớp luôn. Năm truyền cái, giờ viết kinh bản ha. Tập chơi quen, mai mốt mình cũng trước sau cũng phải thuộc, thì giờ thuộc luôn ha. Thina Midda, năm truyền cái là Thina Midda, Vichikicca, Vyapada, Udacca, Kukucca. Đó. Khó hả? Khó quá hả? Bali khó quá hả? À. Hỏi hả? Sư cả muốn có Bali. Ở đây muốn một ly hay hai ly? Tầm là Vitaka, tứ là Vichara, thỉ là Viti, lạc là Sukha, rồi nhất tâm là Ekagata. Thôi cứ ghi đi ha, ghi đi rồi viết thì không viết cũng sao. Vitaka. 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 À, chữ Vitaka là không có H nha. Tại mấy huynh đệ bên đây hỏi có H không? Vitaka chữ tầm á. Nếu mà có H thì người ta sẽ đọc là Vitaka chứ không phải là ka. Mà thực tế thì là Vitaka. Đây là nguyên bài kinh đây. Bài kinh chữ Bali mới in ra. In ra. Trong đây là không có H. Vitaka. Ekagata. Ekagata. Ekagata là được rồi, đơn giản. Chitta là nhất tâm. Ekagata một chữ là đủ rồi. Ekagata là một chữ là đủ rồi. Chitta Ekagata thì gọi là Chitta cộng với Ekagata. Nhưng mà một chữ Ekagata nó cũng là bao gồm hết rồi. Là nhất tâm. Sukha, Viti, Vichara, Vitaka. Hinamitta. Vì sao là năm truyền cái? Gọi là truyền cái là làm chướng ngại trong việc tu tập, ngăn trở việc tu tập trong lúc tu tập. Thật ra thì đối với thiền định
và thiền quán cũng vậy. Nhưng mà ở cái Dhammanupassana chúng ta thấy cái tài liệu á, chúng ta sẽ thấy trong Dhammanupassana thì quán pháp trên pháp thì năm triền cái lại là đối tượng của pháp. Dhammanupassana thì là thứ nhất là năm triền cái nè. Khi nội tâm có tham dục vị ấy rồi biết rõ biết, khi nội tâm không có tham dục vị ấy rõ biết, khi tâm có với tham dục chưa sanh khởi vị ấy rõ biết, khi tâm với tham dục đã sanh khởi nay đoạn tận vị ấy rõ biết, với tham dục đã đoạn tận tương lai không sanh lại vị ấy rõ biết. Sân hận, phóng dật và hoài nghi cũng tương ứng như vậy. Tức là mặc dù năm triền cái là những pháp chướng ngại trong lúc tu tập thiền, đối với thiền định, vì sao khi mà thiền định chưa có thành tựu đó, tâm chưa có vào định nổi, thì khi năm cái pháp này hôn trầm thùy miên, giả dụi buồn ngủ, đối tượng mê bị muội lược không có rõ ràng và tâm nó uể oải, nó giả dụi, nó làm cho muốn đi, muốn rơi vào giấc ngủ, nghi ngờ pháp, nghi ngờ Phật pháp tăng tam bảo, nghi ngờ quả nghiệp và quả của nghiệp, và nghi ngờ ngay cái ông thầy dạy mình, hoặc nghi ngờ ngay bản thân mình tu, hoặc là nghi ngờ ngay cái pháp môn mình tu, thì nó cũng không, nó làm chướng ngại cho việc tu tập. Và sân, khi mà ngồi thiền thì nhớ lại một đối tượng hay là làm cho cái tâm nó là bị thiêu đốt, nóng giận, bực bội, khó chịu, hay là ngồi mà thấy cái tâm mình nó không có định, nó không có trào cái hỷ lạc như mình muốn thì giận lắm. Những người mà mong muốn mình tu tiến á, mình thấy cái tâm mình nó cứ về, nó cứ đi đây đi đó, rồi không có rơi vào hôn trầm, mệt mỏi, uể oải, buồn ngủ, giả dụi, thì nó rơi vào phóng tâm, suy nghĩ đây đó, nó không tập trung, nó không nằm trên đối tượng để mà thiết lập định, ghi nhận đối tượng một cách liên tục với chánh niệm tỉnh giác, thì cái tâm sân có thể khởi lên, khó chịu, bực bội. Hoặc là đang ngồi hơi mới quá, nhẹ nhẹ bắt đầu đi vô định, thế là sao ho, hoặc là người khác làm tiếng động hay là bị mất cái định, hoặc là phải làm cho hết hồn, hoặc là giật mình, cái tự nhiên cũng sân. Nên là có những khi mà nó không vừa ý mình á là sân. Trong lúc thiền không phải là lúc nào tu cũng không có đâu, nó cũng khởi sân. Ví dụ như hồi đó lúc mà 3 tháng hè đó, thì ở bên Miến Điện thì 9 tháng tu, 9 tháng học và 3 tháng là 2 kỳ, mỗi kỳ là kỳ đầu 2 tháng, kỳ sau 1 tháng thì phải vô trường thiền tu. Thì vô trường thiền tu thì tháng đầu tu cũng rất là tốt, là cái tâm nó nhiệt quyết, nó háo hức á, là vô ngồi là xác định lưng thẳng, cổ thẳng, hít thở đều đặn, là định tâm, hướng tâm về đối tượng. Hướng tâm về đối tượng là tâm. Cái đối tượng đó là đối tượng hơi thở hay đối tượng là bụng, đưa tâm, sự chú ý đưa vào đối tượng, rồi nằm trên đối tượng, trà sát đối tượng, nằm trên đối tượng là tứ. Giống như con ong mà nó bay đến cái bông, nó bay hướng đến cái bông là tầm, nó nằm trên cái bông, nó đậu trên cái bông, trà sát cái bông là tứ. Rồi nhờ cái tầm tứ nó thiết lập, bắt đầu hỷ nó sẽ sanh. Nó nằm trên đối tượng, nó không bung đối tượng, hỷ phát sanh. Và hỷ, sao hỷ là lạc, là thân, nhẹ nhàng hỷ. Rồi sau đó là nhất tâm, tâm nằm trên đối tượng, hay biết đối tượng và không bung đối tượng. Thì những trạng thái này sẽ là thiền chi, và nó sẽ thiêu đốt, loại trừ tạm thời những triền cái, những cái chướng ngại của việc tu. Thì ngồi rồi cứ sau lưng cứ ho suốt, cái chị nước nước
Campuchia hay là nước Lào hay là Thái Lan gì không biết, ngồi sau lưng mình cứ ho, ho thì ra ngoài ho đi, mới đầu là còn nhẫn nại à, ho chừng 10 tiếng là phải quay lại nhìn nhìn cô, thôi mời cô ra ngoài ho giùm đi. Cả trường thiền rồi, không phải một mình một người mà mới mà nhìn lại ho suốt à, mình ngồi kiên nhẫn không được, không vô định được, cứ nghe tiếng ho nó làm đối tượng rõ ràng quá, mà lúc đó cũng chưa có căn bản chứ ngày sau này thì tiếng ho cũng là cái âm thanh cho mình tu luôn. Tất cả cái gì cũng là đối tượng của thiền hết, qua sáu giác quan nó cũng là đối tượng của nhĩ căn, nên là nghe thì biết nghe, rồi âm thanh mất thì biết mất, rồi nghe đến thì biết nghe nó đang đến và nó đang đi, nó sanh và nó diệt, thì đối tượng nào nó không còn bị chướng ngại. Nhưng mà khi mới vô mình muốn tâm mình định, tầm tứ hỷ lạc nhất tâm, tâm mình nó nằm vô đối tượng mình muốn, nó nằm ở đối tượng đó mà nó lại bung ra, nó cứ tiếng ho rồi nên là cũng khó chịu nè. Lúc đó là mình không có tâm từ đó, còn mình tu mà mình có tâm từ một chút, mình nghĩ tội nghiệp quá ha, họ đều bị ho, họ bị bệnh, có tâm từ khởi lên thì sẽ không có sân hận, còn vì thiếu tâm từ nên sân nó khởi Rồi phóng tâm là tâm đi đây đi đó, nó không nằm trên đối tượng. Rồi tham thì đây là hôn trầm, tầm sẽ thiêu đốt và loại trừ hôn trầm thủy miên. Tứ là nằm trên đối tượng, trà đối tượng và đang quán sát đối tượng thì là loại trừ cái nghi. Hỷ sẽ loại trừ cái sân. Khi vui thì không nóng giận, mà khi nóng giận thì không có vui, nó hai cái đối nghịch. Rồi lạc là trừ cái phóng tâm, nhất tâm thì thiêu đốt cái tham tạm thời. Rồi câu thứ nãy giờ mấy câu rồi ha? Mấy câu rồi? Hai câu, câu số 3. Cái câu mà sự khác biệt thiền chỉ và thiền quán xin bỏ nha, tại vì hơi khó. Xin bỏ câu đó đi. Và học để biết, để lấy kiến thức. Vì hơi khó. Câu thứ 3. Tứ niệm xứ là gì? Và có những lợi ích gì trong tu tập thiền minh sát hay thiền tứ niệm xứ? Theo kinh Đại Niệm Xứ, tức là thân thọ tứ niệm xứ là gì? Thì là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp. Với tinh cần chánh niệm tỉnh giác để loại trừ tham ưu ở đời là với một. Rồi lợi ích của việc tu tập thiền tứ niệm xứ theo kinh Đại Niệm Xứ gồm có 7 lợi ích. Thứ nhất, chấm dứt sầu. Thứ hai, chấm dứt bi. Thứ ba, chấm dứt khổ thân. Thứ tư, chấm dứt khổ tâm. Thứ năm, thanh tịnh tâm. Thứ sáu, thành tựu thánh trí. Thứ bảy, chứng ngộ niết bàn. Ngay cái trang đầu của cái tập sách tài liệu. Nhất là Đức Phật dạy bốn cách quán niệm ngay trang số 3 ha. Quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Rồi để loại trừ thêm cái câu để chế ngự với tinh cần chánh niệm tỉnh giác để chế ngự tham u ở đời. Rồi 7 lợi ích trong việc thực tập thiền minh sát, đó là theo kinh Đại Niệm Xứ là 7 lợi ích này. Và loại trừ 4 điên đảo. Và loại trừ chấm, ngoài ra còn loại trừ 4 điên đảo, trang số 2 luôn đó. Điên đảo là thân là bất tịnh thì loại trừ là với chánh kiến là thấy thân là bất tịnh, thân bất tịnh, thọ là khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã đó. Là loại trừ 4 điên đảo tưởng. 4 điên đảo tưởng đó là trang số 2 á. Thì câu này là gồm có 2 phần nha, quý huynh đệ cứ ghi. Phần thứ nhất là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Với
Tinh cần chánh niệm tỉnh giác để chế ngự tham u ở đời và loại trừ bốn điên đảo là thường lạc ngã tịnh, để thấy với chánh kiến về thân bất tịnh, khổ thọ là khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Rồi xong chấm xuống hàng lợi ích của việc thiền hành tứ niệm xứ gồm có 7 lợi ích. Đó là xong câu thứ 3. Câu thứ 4. Câu khó nhất là bỏ rồi đó, là để dành dịp khác. Câu thứ 4 là hãy viết kinh nghiệm cảm, hãy viết cảm tưởng về kinh nghiệm cá nhân về tu tập thiền quán như thế nào. Rồi câu nhỏ nữa đi ha. Thiền minh sát là gì? Câu này về bây giờ viết vô ha, để trả lời câu này. Thiền minh sát vipassana, chữ vipassana mình viết được ha. Chữ vipassana mà cố gắng nha, không viết được nữa thì thôi á. Vipassana, na là viết hoa nha, là dài. Vipassana, chữ vi có nghĩa là nhiều cách khác nhau, mà nhiều cách khác nhau ở đây là có ám chỉ cho vô thường, khổ, vô ngã, là thấy được, thấy cái gì. Vipassana là tuệ giác, là thấy, thấy cái gì, thấy các pháp, mà các pháp đó là gì, là thân tâm hay là thân thọ tâm pháp ở như thật chúng đang là, mà chúng đang là ở trạng thái vô thường, khổ, vô ngã. Chúng ta ghi nha, vipassana được kết hợp bằng chữ vi cộng passana. Vi có nghĩa là chỉ đóng mở ngoặc, thôi khỏi cũng được, khỏi đi. Này phân tích cho huynh đệ hiểu thôi, đưa vô nó hiểu như vậy là hai cái chữ này là giữa vi và passana. Vipassana là loại tuệ, loại trí tuệ, biết rõ danh sắc, danh sắc, danh sắc viết hoa là thuật ngữ cho cái thiền, môn thiền á. Danh sắc viết hoa là vô thường, khổ và vô ngã. Vipassana là tuệ hay là trí tuệ, biết rõ danh sắc là vô thường, khổ và vô ngã. Chấm. Vipassana được hiểu là thiền minh sát, là pháp hành duy nhất. Vipassana đóng mở ngoặc, thiền minh sát là pháp hành duy nhất có thể đưa hành giả đoạn tận khổ đau, chứng đắc niết bàn. Phải chứng đắc niết bàn chỉ có trong Phật giáo, tức là ngoài Phật giáo không có thiền vipassana. Nên là vị Sayadí, tức là thầy á, Sayadí là thầy, ngài Goenka đó, ngài không có nói Phật, chỉ không, trong đường hoằng pháp của ngài không có nói Phật pháp tăng gì hết đó. Là ngài vô các đạo khác ngài dạng, mà ngài chỉ dùng là thiền tỉnh giác, thiền minh sát vậy thôi. Nên là đạo nào cũng theo, người ta không có bị ảnh hưởng cái các cái tôn giáo mà ngài. Nhưng mà ai hành thiền này, tức là hành thiền theo lời dạy của Đức Phật, mà ngài không có nói về chữ Phật gì hết. Ngài cứ vô là ghi nhận, ngài dạy dĩ nhiên là thuần tí theo lời dạy của Đức Phật, nhưng mà ngài không dùng thuật ngữ Phật học. Nên là cái thành công của ngài khi đến các nước khác, người ta dễ chấp nhận. Và ngài đi vô các nhà tù đạo giáo nào, người ta cũng cần, dù là bạn tôn giáo nào thì người đó cũng cần có sự hạnh phúc và an lạc. Nên là đưa cái gì họ cần và giúp đỡ họ. Và ngài Goenka là người Ấn, gốc Ấn mà ở tại Miến Điện,
Ông là trong một trong những người cư sĩ thiền sư thành tựu. Ông là hồi xưa là nghề của ông là giữ ngân khố của nhà nước á, trưởng ngân khố, trưởng giống như là bây giờ mình là giống như là chủ tịch ngân hàng vậy hả, coi hết cái ngân khố của nhà nước. Và ông suy nghĩ dữ lắm, là ông tính toán là, và ông bị đau cái đầu, gọi là nhức đầu kinh niên, và ông tìm đến thiền, gọi là đến gặp bậc cái vị thầy gọi là Umakhin. Ngài Umakhin là thầy của ngài, cũng là cư sĩ, và dạy cho ông cái thư giãn và chánh niệm tỉnh giác, và ông hết đau đau đầu, ông hết thẳng cái bệnh đau đau đầu đó luôn. Và sau đó ông là không đi làm như nhà nước, và ông đi tu, và già ông rất là giàu. Dĩ nhiên là ông là trưởng ngân khố nhà nước thì ông không có nghèo rồi, và gia đình ông đã xây rất là nhiều cái trường thiền tại Ấn Độ cũng như tại Miến Điện, và hiện giờ là tại Miến Điện cũng rất là nhiều trường phái, gọi là trường phái Goenka. Đối tượng của minh thiền của Vipassana là danh sắc trong sát na hiện tại. Đối tượng của minh thiền của Vipassana là danh sắc đóng mở ngoặc thân tâm trong sát na hiện tại. Chúng ta thực hành thiền minh sát là để quán sát sát na hiện tại, những gì khởi sanh nên sáu giác quan hay là thân tâm. Quán sát những gì sanh khởi trong giây phút hiện tại nơi sáu giác quan hay thân tâm. Bởi vì nơi sáu giác quan, những gì sanh khởi ngay hiện tại nha, chưa khởi hôm qua rồi mà hôm nay ngồi thì không phải là minh sát, là hồi tưởng, đó là gọi là sanh nhá tưởng. Những gì đang sanh khởi quán sát ngay giây phút hiện sát na hiện tại, sanh khởi nơi sáu giác quan, nơi sáu căn đó, hay thân tâm. Phải bởi vì phiền não sanh gửi tại nơi đây, mình muốn loại trừ phiền não, chấm dứt khổ đau, thì mình phải cái nơi nào xuất phát, nguyên nhân và nơi nào. Cũng giống như bệnh vậy đó, bệnh chỗ nào thì mình phải trị chỗ đó để hết bệnh. Câu này ngắn quá hả? Quá ngắn luôn. Bao nhiêu? Vipassana là gì và thực hành như thế nào? Đại khái là câu này là như vậy ha. Đủ rồi hả? Năm câu rồi đúng không? Rồi thôi, chúng ta dừng tại đây. Chúc tất cả mình làm bài tốt, chúc tất cả làm bài tốt, vui vẻ trong thi cử.